Hello anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình anh em ạ. Ngày hôm nay là nghỉ lễ, bọn mình sẽ có một chuyến, lại là một chuyến du hành về Hải Phòng. Thì mọi người hãy theo dõi vlog của mình để xem anh em mình đi Hải Phòng có những gì mọi người nhé. Anh em hẹn 7:15, 7 giờ mà bây giờ 7:23 vẫn chưa thấy có ai anh em ạ. Bọn này rất là delay nhá. Đi vào nhà ấy. Ơ thế còn Quỳnh đâu? Đang muốn nước. Đang muốn nước cho mình. Đây là anh Đạt. Đúng rồi. Đây gia đình nhà Hiếu mọi người. Mẹ cả. Đây gia đình nhà anh Đạt. Mẹ gạo bố bắp anh nhé. Mẹ gạo bố bắp. Rồi. Bây giờ bọn mình đang đợi đủ anh em để mà di chuyển. Thiếu mỗi Dương với cả Quỳnh. Hai ông bà này mất thời gian lắm. Đi đâu cũng vậy. Bà mẹ bỉm sữa. Nhật, chào mọi người đi. Xin chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào mọi người đi. Chào mọi người. Chào vào đây này, chào vào đây này. Chào mọi người. Ngại à? Chào mọi người đi con. Tôi ngại à? Chào mọi người đi con. Chào mọi người đi. Chào mọi người đi. Bác với xe mọi người đi. Chào mọi người đi. À, xấu hổ. Chúng mày hẹn từ 7 giờ bây giờ mấy giờ rồi? Hai con đêm qua uống say nên dậy muộn đúng không? Say đó. Mày này bê tha thật. Bọn này sao nhiều đồ thế? Thế thì hết chỗ ngồi à? Anh Minh ơi đi chưa? Em quay lại anh để bớt đồ nhà anh nhá, em không mang nhiều đồ nữa đâu. Khiếp thật, đi có 2 ngày thôi mà xách cả nhà. Khiếp thật. Ơ cứ mang tất đi, bây giờ còn đi bộ lên nữa. Mày ở nhà đi. Trước cô make up không? Hôm trước cô make up không? Mọi người, bọn mình đã đặt chân xuống tới Hải Phòng. Hải Phòng mọi người ạ, à, bây giờ là đi ra quán chỗ quán nhà Quỳnh, mẹ Quỳnh để mà ăn trưa, nắng quá. Ra đường bạn ơi. Nếu hôm nay đi chân mặc kiểu gì đấy? Em chưa mặc quần áo anh ơi, đi ăn vào. Thế mày chân chuồng chưa mặc quần áo? Hả? Cày. Cày hơn nớt. Đâu. Chào mọi người đi. Bye bye. Chào các bye bạn. Bye bye. Bye bye. Cô ạ. Mình đã tới quán bánh cuốn. Đây mẹ tôi. Mẹ tôi bà Tuyến. Bác ạ. Sao bà Tuyến á? Đây là mẹ của Quỳnh. Bọn mình sẽ ăn ở quán mẹ của Quỳnh. Ngoài mình ngồi ngoài các cậu ạ. Đang
Mẹ mặt ơn, mẹ mặt ơn. Chào mọi người đi đã. Nhìn vào đây. Chào mọi người. Nhìn vào đây. Đi vào đây. Sau này không đủ dây vào đi, mấy anh em ngồi ngoài cũng được. Chú ăn quán. Đi vào đây. Con ở đây là đang được hôm nay xuống Hải Phòng được thưởng thức món bún chả Hải Phòng bà Thuyến Vlog mẹ của Quỳnh mẹ của Quỳnh muốn có ghế chứ ạ, có ghế rồi đúng không? Đây là quán của Quỳnh. Ngồi ngồi bát chưa? Đây đây bát đây. Đi sang đây ngồi. Bát nước sang được té sang được. Bún nhanh bẩn chưa? Nước mẹ đây. Đây cái này. Cái này đã ăn rồi à? Ăn được rồi. Con để mời đi. Trên này bọn tôi tráng miệng bằng hả? Về anh làm mịn mới làm màu mà. Nhưng mà đến mặt mày tao sẽ không bao tao làm cái gì cả. Rồi mặt em lúc nào phải đẹp luôn. Rồi Tuyền nhìn đây cái nào. Rồi không chịu tờ luôn. Tuyền ăn nhiều vào nha. Đẹp, em lúc nào cũng đẹp. Em đẹp như tiền. Bắt đầu ăn bữa trưa xong di chuyển về nhận phòng mọi người ạ. Xấu. Em đồ sợ. Em về em phải hỏi cách đánh bản quyền bây giờ. Đánh bản quyền tao cơ, tao chùm ở đây rồi. Sau khi ăn trưa ở nhà Quỳnh xong, bọn mình di chuyển ra quán cà phê chờ đến 1:30 nhận phòng mọi người ạ. Hả? Mình chơi 2 trận xong là đến là vừa rồi. Thì bọn mình chưa được nhận phòng ấy. Hả? Quỳnh đã chụp được nhiều ảnh thế. Anh nhớ phục lên phép rồi cái tay em mỉ nhá. Sâu như chó. Na chơi mình à? Chơi mình. Anh Minh ơi, có chơi không? Dành em nó chơi được với anh. Anh đùa. Chào mọi người đi con. Chào mọi người đi. Rồi đây vào đây. Bọn mình sẽ tranh thủ làm vài trận PUBG. Tiếp về nhận phòng mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Giờ bọn mình đã tới Many cái gì house? Harmony House. Rồi mình đã tới đây để nhận phòng mọi người ạ. Lăng lênh đênh trên biển từ sáng đến giờ. Rồi chúng ta vào nhận phòng nha. Đây đi có 2 ngày mà sao nhiều đồ thế? Có 2 bộ quần áo cho đây anh. Tiếp thật. Nhưng mà ta sẽ không nói mọi người mày mặc bộ quần áo này từ hôm qua đâu Tuyền ạ. Hôm qua tắm rồi mặc vào bộ này. Tắm rồi mặc lại à? Mặc đồ cũ ạ? Anh bị điên. Hôm qua đi làm mày vẫn mặc bộ này mà. Đi làm mà mày bao giờ thì có điêu. Rõ ràng đi làm vẫn mặc bộ này. Anh có điêu. Còn Tuyến sao mày vẫn mặc bộ hôm qua à? Ơ, hôm nay tối qua không tắm à? Gạo thơm của cả ai gạo. Tiếp nhỉ. Gạo. Bây giờ cho ăn nó thơm. Thơm không? Thích. Không ăn. Bây giờ cho ăn cơm rồi anh ạ. Không có chứ. Cái nào có quỷ nào? Có ai thương nhỉ? Giờ là bọn mình bắt đầu đi di chuyển vào để nhận phòng anh em ơi. Hello. Tao nhất định tao phải quay cái mặt mày. Con Tuyến hôm nay nó không make ấy.
Nó mạnh lên nó vẫn thế. Bác bình nhìn đường. Ông ngồi cho. Có tí xuống gọi đi, có gọi không? Đang lưu rồi ạ. Anh đi từng người lên một chơi anh đi nào. Làm hai chuyến. Em còn ngồi để gãy à? Tao ngồi đây. Em ngồi mới gãy, con ngồi con lớn là gãy. Đang ở khung tầng không có 2 tầng, 2 phòng ở tầng 6 và 1 phòng ở tầng 5. Thế phòng mình ở tầng nào đấy? Ở Quỳnh chứ. Quỳnh chia phòng mà. Đây lên tầng mấy anh? Đây tầng 6. Quỳnh lên rồi. Bà vào ở đó mai lên tầng 5. Ôi. Ơi. Anh thấy nghiệp của anh chưa? Phòng mình đâu? Phòng bên này, chứ phòng bên đây này. Một tầng chỉ có 2 phòng thôi. Nhìn là nhiều cánh thì có 2 phòng thôi, và thoát hiểm. Thế thôi. Đây là một phòng ở tầng 5. Đây là phòng của chúng tôi. Không, anh cắm thẻ vào cho. Rồi. Phòng nào rộng hơn thì ba đứa ở. Phòng bên này của... Như nhau mà. Phòng bên này rộng hơn ý, giường nó rộng hơn này. Ok. Như nhau. Đây là phòng của bọn tôi. Phòng bên này rộng hơn nào. Đéo. Đi. Rồi sang tham quan phòng Dương nào. À. Tiện lợi nha. Đẹp gì? Bên nào giường to hơn bởi mình 4 người. Bên ôi, nào thế mà? Phòng bên này còn đẹp hơn ấy. Đẹp hơn chứ? Rõ ràng. Phân biệt chủng tộc nhé. Cậu ơi, nhìn nhau đấy. Không, có một phòng giường rộng hơn. Thế thế đấy. Thế cho vào chồng bạn ấy giường rộng hơn đi. Không, vẫn thế. Nhau. Cứ ngồi trên xe thôi. Bên này rộng hơn. Bên nào cũng được, có quan trọng đâu. Ôi, phòng bên này có tivi à? Bên kia làm gì có tivi nhỉ? Chắc anh chưa làm xem. Bên này có tivi to lưng này. Đó, ở đây ốc. Ôi, đấy. Ôi, phòng này rộng hơn. Rộng hơn bên này đẹp hơn mà. Đi sang bên này xem nào. Bên này không có bên này bếp nó ấy luôn. Vẫn thế mà. À đâu? Khác. Vẫn thế mà. À phòng bên này cũng có tivi mà. Tivi đây. Ừ. Mình quan uống gì đâu. Cảm giác cái khoảng kia rộng hơn. Bên kia rộng hơn. Cho vào tham quan cái nhà. Tivi đây. Ừ đúng rồi, có hết. Rồi. Rồi mạnh xuống đây. Hai con quỷ. Xuống đây bắt bắp gì? Em quán này đâu. Mạnh là phải lên, mạnh tầng 5 à. À mạnh tầng 5 à? Thoải mái. Chả thoải mái. Không thích kiểu này. Thì ngon mẹ là về đi. Chèo chèo cái áo em đây. Ô mày ra, có mày đã chả. Anh đừng điên đâu. Anh không biết mất gì à. Bọn tôi đã nhận phòng xong anh em ạ. Thì bây giờ là chuẩn bị nghỉ ngơi để chiều đi bơi. Đấy thì chiều mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhá. Mày ngay Vinh à, anh Vinh ơi. Anh thường ngồi giúp các anh ăn xong nước mẹ bỏ ra đây này.
Thì đúng rồi, thì mẹ con gái mày phải dọn đi chứ. Ai bảo em con gái phải dọn? Con gái nó phải dọn. Chân gà. Để hen vặt nhỉ. Vàng chân gà. Em gì vậy nhá? Tủ quần áo. Tủ. Em tủ vậy. Ừ. À, tối ra đâu nhỉ? Tối đi đâu nhỉ? Mọi người. Theo nhà mới xin cái này chưa ở phòng này. Thôi. Đưa nó bỏ tủ đi luôn. Cái hộp quả này mọi người. Ngon rồi. Đây đây đây. Nhà mới xin chưa được phòng này không? Ừ, mới lại nhà mới xin chưa? Phòng này tiền lấy cho một lần chứng minh đi. Ơ? Ừ. Chưa không mà. Bọn phá đi. Phòng này không có nhà mới xin chưa mẹ chứ hả? Ừ. Mở lên đi. Chị Quỳnh không? Nhà mới xin mà. Không, nhà mới xin ở trong này thôi. Xin đây mà. Ừ. Được mình. Ừ. Cái phòng đây, đây. Đây. Ơ, sao mình bỏ tủ? Tủ là cái này ạ. Ờ, tối nay bọn tôi sẽ di chuyển ra đâu nhỉ Quỳnh nhỉ? Ừ. Tối nay bọn mình sẽ đi đâu thì đi. Ờ, thế đi ăn ở đâu? Tối đi ăn ở đâu? Đến đâu thì đến. Ờ. Ok. Thế thì hỏi làm gì? Đố anh biết đấy. Em Minh ơi, về chỉnh mặt em xin xin. Hôm nay bọn mình sẽ đi ăn ở Đồ Sơn. Đồ Sơn hải sản. Mình sẽ đi chụp hình ở Đồ Sơn nữa. Tối thì chụp làm sao được? Chụp được mà, đi sớm mà. Tối bọn mình sẽ ra Đồ Sơn để ăn hải sản. Tối nay mình sẽ quay buổi tối cho mọi người xem nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở phần 2. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với chào mọi người đến với chào mừng mọi người đã đến với phần 2 du lịch của mình. Và bây giờ là bây giờ đến mấy con rồ nó đang make up mọi người ạ. Nhìn như con quỷ ấy. Quỷ nhỉ. Na xong rồi à? Xong rồi. Ừ. Nhìn na xinh nhỉ. Nhìn hai con này như hai con rồ ấy. Trời ơi, rồ đấy sao? Chợ sợ. Rồ vẫn quay người ta. Đúng, tao quay con rồ cho mọi người xem. Rồi. Nào con Tuyền quay ra cho nào. Anh người cây. Tao bấm mật khẩu máy mày cho nó khóa mẹ lại. Anh ơi, không chơi kiểu này đâu nha. Mày thích không? Mọi người hãy bỏ follow anh nhiều nhé. Rồi. Mọi người đừng ai follow, đừng ai đăng ký kênh cho mình nhiều nữa. Mọi người ạ, mọi người hãy bỏ follow kênh mình đi. Để mọi người khỏi phải xem vlog mọi người ạ. Để xem mọi người có bỏ không. Mọi người không xem vlog ở bên video, mọi người sang còn tuyến thì okay. Một năm quay được một cái vlog thì lười như chó ấy, chỉ việc quay thôi còn lười thì chịu rồi. Người ta bao nhiêu công, người đang nhìn 10 công cái gì bao trăm công nghìn việc. Trăm công nghìn việc. Anh. Đi du lịch thì chưa tìm thấy phòng đã ngủ ở ngoài đường rồi. Mọi người mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Hôm nay lúc mình không muốn quay đoạn đấy bởi vì nó hơi nhách. Thực ra là cái lúc mà đến trước khi nhận phòng ấy thì con Tuế nó có ngồi ở gốc cây rìa đường và nó có chợp mắt được khoảng vài phút. Mình quay đoạn đấy nhưng mình không muốn đăng bởi vì là nó hơi tởm. Có lúc đấy rồi. Có. Em hô gì đâu, anh cứ đăng. Nó hơi tởm. Nên mình không muốn đăng, mình không muốn làm xấu hình ảnh của công ty. Mình không muốn làm xấu hình ảnh của công ty nên mình không muốn đăng mọi người ạ. Chứ mình đăng lên thì có anh mặt anh, mò. Anh khơm mồm đi. Tại sao mình lại phải ở phòng em giấu vậy? Anh ra ngoài đi. Anh ra ngoài đi. Tao ở phòng này mình tao phải ra. Em đá cho anh tách một phát tách đi ra ngoài. Anh đứng quay đi từ đây em đá anh tách đi ra ngoài. Okay. Tao lại ngu đến mức thế cơ. Mình để em đá tách đi ra ngoài nhá. Sợ cơ. Để mà tí tối lừa tao về trước tao chốt mẹ cửa lại. Sao chốt mà... em gọi bảo vệ. Em gọi anh quản lý lên bảo điện thoại đây. Quản lý thì bên phòng thuê rồi, quản lý không dám mở cửa. Ừ, em bảo em quên đồ, em quên quá. Quên nè, tao đứng trong tao, ở trong tao bảo không phải đâu thì có mà ai nó dám mở. Cứ đợi đấy, cứ đợi. Nào, lúc đấy chỉ có đi xuống cái đường mà ngủ. Nhưng tối nay nhá, em mà chơi bài thắng anh Vinh, em tát cho anh Vinh để lật mặt
Không, hôm nay phải chơi bài tiền. Không chơi bài tiền. Chả. Thế mà muốn chơi bài gì? Cuối tháng nghèo không có tiền chơi bài quỳ bài tiền đâu. Tao cho chơi bài nợ. Tôi không chơi bài tiền, em thấy nó đau tim lắm. Không có tiền nó chả đau tim. Em chả thấy đau tim mà anh chả thấy chơi bài tiền đau tim. Mỗi đồng tiền em mà bỏ ra vì cái con bài em đứt ruột. Thế chơi bài quỳ à? Chơi quỳ xong lấy bài tép mồm. Không phải ơi, tép mũi. Đúng, chơi tép mũi. Không, tép mũi đâu. Thế chơi bài vui à? Quỳ theo kiểu cái thương quỳ kiểu trước bản quỳ này. Quỳ này này. Ừ, đâu? Đâu ngày xưa quỳ như nào? Đúng, về phải quỳ thẳng. Tới đây. Bỏ ra. Chả. Con này nó ban cả nhà. Mổ phải như muốn cái loa nó thành ấy. Nào thì chỉ ăn này. Ăn cho béo nhá. Khiếp. Mọi người chơi em gầy quá rồi. Ăn liên tội. Còn hơn con người ăn còn béo ăn. Trời cay nhỉ. Còn hơn. Còn hơn những người ấy, người ta biết. Ôi, mọi người ngồi nghe bạn này nó nói sảng cơ mà đến mai. Giờ mình chuẩn bị đi tắm giặt để mà chương trình ăn cua hoàng đế với tôm Alaska. Anh ở Hoàng Mai rồi. Bây giờ bọn mình tí nữa đi ra bãi biển để mà ăn thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem cái thói hư không quay chả quay thói hư tật xấu của mọi người ăn như nào thịt mẹ con này mọi người nhá. bảo sao con này không bao giờ có người yêu được. Ui em chẳng cần có người yêu, con chó nó thèm yêu ấy. Đảo, chưa thấy con chó nào nào nó. Sao mà thấy được? Ví dụ nha, ví dụ nếu có đứa nào tán mày đúng không? Thì nó phải mua nước, mua nôi hay gì đấy. Công ty tao toàn thấy fan nó mua cho mày. Cậu chả... fan là người yêu của em, I love you. Lợi dụng nhỉ. Rồi. Để mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Chẳng quay, không quay. Anh biết mà nhiều lúc nó bị dở mà. Tôi không hiểu tại sao lại dở như thế. Nhưng mà anh hỏi thật, làm sao mày có thể làm chị được của nó? Em không biết chứ. Anh chưa 21 năm đến giờ. Vẫn chưa hiểu vì sao làm chị được nó. Thế thì. Cái máy là anh làm vì nó. Đâu? Đấy. Cho nước vào cái gì? Hay là nó cần cho nước? Mày phải dơ ra nhìn xem nào. Cho nước vào đây đúng không? À máy không, đừng làm máy đấy, máy lấy máy là hơi nó hay bị bóng quần áo lắm. Thôi kệ đi, phải là anh em ấy. Thế cho nước vào trong đấy. Mọi người mình tạm dừng ở đây nhé mọi người nhé. Đoạn tí nữa mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Các chị em nó làm tóc một tiếng nay vẫn chưa xong. Xịt gôm à? Vừa ra nào? Xin mời. Đây mình ngoảnh cái mặt mày xem nào. Cái này hơi khô tí nhé. Ngoảnh mày đấy, mày chưa đánh son à? Gì tởm thế. Chính mình, mọi người xem vlog của anh nhiều quá, anh quay tởm quá, mình lên rồi anh nhé. Sang gia đình bên này xem nào. Xong hết chưa? Chưa xong được. Quỳnh nữa. Ôi, Quỳnh tắm xong đâu rồi mà? Vừa tắm xong rồi. À. Đạt đâu rồi? Đạt về cứu chú bỏ. Nóng cởi chân ra. Cởi chân ra cho mát. Xong hết chưa có? Ôi, bọn mấy đứa chị em nó trang điểm từ lúc hello. Đến giờ. Từ lúc về đến giờ. Ừ. Ừ. Vẫn cứ đang trang điểm với nhau thôi. Sợ thật. Trời, lâu thật.
Đi. Thì hết cười thôi đấy. Cái gì vậy? Cái này vẫn nó thủ tục của mấy chị em này lâu thật ý. Anh ơi, hôm nay là còn rút gọn rất nhiều ấy. Ôi, một bên tai này đang bị đau. Quá lâu giờ chuẩn bị di chuyển rồi mà vẫn chưa xong. Đi kia xong hết rồi kìa. Mọi người chờ xem tiếp nhá. Bây giờ là đến giờ rồi anh em ạ, của mình chuẩn bị di chuyển thôi. Thủ tục lâu quá. Rút thẻ nha mọi người, rút thẻ nha. Sáng xấu rồi nhìn nhìn vẫn xấu. Tao quay mặt mày à? Tao quay cái tuyền mà. Rút rồi. Hai chị em mặc đôi ốc thì tao không được mặc à? Có mới đặt là áo rồi. Rồi, ba anh em. Ai? Trường nào? Ông Trường lái ô tô. Trường nào? Trường lái ô tô, ông Trường lái ô tô. Bọn mình bắt đầu di chuyển rồi mọi người ạ. Ok. Bọn mình đã tới quán rồi mọi người ạ. Bây giờ là anh em đang di chuyển vào trong quán. Nhưng mà sóng nó đánh kinh quá. Ui. Ui. Như kiểu là ca múa nhạc ấy nhỉ. Ca múa nước chứ. Đẹp nhỉ. Ui. Anh ơi, em đi quay lại chị ta, chị Tê về. Chị Na mặc bikini kia kìa, đứng ở chị quay. Rồi thế đứng ra đi anh chụp cho. Anh có chụp đây. Được. Em nữa. Nào ra đi. Đây. Bây giờ cho ba đứa bọn mày một mình một bàn ra ngồi dốc kia. Mày thích không? Đi. Ôi chị ơi. Ra đi. Ra. Anh ơi, sao nó không giống như tưởng tượng của em hả anh? Nó cũng không giống như tưởng tượng của anh. Trời ơi. Này. Im. Thế bọn mày bảo mang bikini đi chụp ảnh mà. Em có mang đâu, em không mang. Chị Đào mang. Làm mà. Đây. Anh ơi, xấu hổ. Mang bikini ra chụp ảnh biển. Đút trong túi này nè. Xấu hổ quá. Ôi ôi, bikini ở trong này á. Chụp ảnh buổi tối á. Em fan đi em. Buổi tối rồi ra biển chụp ảnh. Mang bikini ra biển chụp ảnh buổi tối mẹ. Chưa bảo là anh ơi, em tìm được rồi. Buổi chiều đã bao thủy chiều lên. Tìm được rồi
Ờ thế bây giờ ngồi đâu đấy? Biết luôn. Ôi, đó. Nhìn thấy cái chữ gì kia, lối xuống biển kìa, xuống ít. Không, tầm này sáng thì không có sóng. Khả năng là sáng là sẽ đẹp. Sáng chữ gì đấy? Mọi người thấy sóng không ạ? Không. Không thấy. Hả? Không thấy. Thế bây giờ là chưa có chỗ ngồi hả? Anh em bọn mình book cái bàn ở hẳn ngoài cái bãi này, thế nhưng mà tầm này là sóng nó đang hơi mạnh. Rồi, bây giờ anh em mình chuẩn bị vào bữa ăn. Ngồi đây thôi, nhưng mà đằng sau sóng nó vẫn... Ôi ôi! Rồi, đằng sau sóng nó vẫn đánh... Anh em hiện tại là đã yên vị hết rồi. Và bây giờ là bọn mình chuẩn bị ăn mọi người ạ. Thì đó mình sẽ quay vlog tiếp cho mọi người. Bây giờ tập trung vào đồ ăn thôi. Nhật chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn, mình tên là gì? Hả? Chào các bạn đi con. Bye bye. Con cô nào cần. Cháu xin. Đưa nó để đâu ấy, bảo nó cho chăm kết đây xem nào. Đúng hình giống à? Đúng hình giống. Đây. Còn ba lưng chấm. Ok. Nó phun lên đẹp.
cười đi đó, mất hết thì buồn cười. Đi đây đâu, đi đây zoom lại. Đây. Thích hai lên. Thích hai. Sang bên này, dừng xe mất rồi. Đây. Không chờ chụp sóng. Ui, đây nó phi lên đẹp hết này. Thế bảo thôi đi. Thôi chị Huỳnh ơi. Bây giờ bọn mình ăn tối xong và bây giờ là khoảng gần 11 giờ bọn mình di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi. Và ngày mai sẽ về Vĩnh Phúc mọi người ạ. Mai về Vĩnh Phúc để chuẩn bị công việc. Quỳnh ơi thôi em ạ. Thôi. Đi. Ai cầm thẻ phòng đấy? Ai cầm em biết đâu ạ. Na cầm thẻ phòng đúng không? Rồi Na cầm thẻ phòng. Thế nào mắt díu này, quay thế nào? Thế nào đây? Ăn xong ngủ, đúng người có tình yêu bao giờ nó khác bọt nhỉ? Tao phô với mọi người là mày có người yêu. Đâu con thổi đi xem nào. Con thổi đi. Con thổi đi. À, cổ vũ bóng đá à. Trên ô tô thổi em nó bảo thổi vô mắng chết. Đi hai chuyến đi. Vậy là kỳ nghỉ lễ của mình đã kết thúc mọi người. Ngày mai là ngủ dậy là ăn xong về. Tí em mình tìm con thì chịu ngủ đi. Thì chắc chắn rồi. Cà phê. Không bảo đi con đường mũi vào tối ngày cho trẻ con chơi. Ừ, tôi kiếm con nào ngồi chơi lúc thì ngồi uống bia nhá. Nhậu nhạt tí. Mình vẫn thích cái quán kiểu ăn uống xong có loa liếc các thứ ấy. Ngồi nó thích. Gửi cái coi. 11 giờ 15 rồi á. Gửi lại đi. Rồi, về các tài làm thu. Nào. Con thử cố làm nhẹ thôi. Đáng yêu nhỉ. Đi thôi. Lên tới phòng rồi mà không vào được phòng. Không bấm được mật khẩu. Rồi hai nhà đứng ngoài cửa chơi cho mát. Con này buồn ngủ rồi. Thế đòi chơi bài. Chả chơi. Em buồn ngủ chưa? Chơi bài không? Thế thì hai đứa chúng mày sửa tính chó đi. Chơi mà sửa. Không chơi là thua. Để số của Vinh nhá. Em sẽ Vinh sửa. Không, anh đồng ý chơi chúng nó không đồng ý chơi là coi như chúng nó thua. Ừ, thì anh là xong rồi bài chơi. Quỳnh đang đi mua rồi. Bọn mày có chơi không? Có chơi không? Không chơi tự sửa tính chó. Mắt con này buồn ngủ đỏ rồi này. Giải cứu cái khóa 2-1 từ từ một nó sẽ hết rồi. Tít tít. Vào đi. Nó không hiện số ra để bấm ý. Đây là có người lên đây rồi. Mình tầng 6 mà. Không. À đây nó có chìa khóa. Nhưng mình không có khóa. Thôi đừng phá người ta đi. Số 3 trong số 2, số 1 trong lại lên số 3. Đây không hiện đâu.
Huy cho thử cái thẻ vào đi Minh. Thẻ vào mắt. Cái thẻ thẻ này. Nó hiện số của ta đấy. Nó đi. Nó hiện số rồi đi. Ở đây, bao mật khẩu bao nhiêu? Nhanh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sao? 1, 2, 3, 1, 2. Thôi. Anh dí này. Ơ, thế có một phòng mật khẩu tất về không? Anh dí đi, đúng không? Tất cả mật khẩu là như thế. Thế nhưng mà cái này... Thôi, mất lượt rồi. Cô chỉ thấy một lần. Chó này mà số bao nhiêu á? Ba con tám. Ba con sáu, ba con tám, một số sao? Con nãy hiện rồi. Em bấm cái ba một khi được nha. Từ từ cho nó về hết số một á, tới số một á. Đến mai. Đến ba nó nhảy suốt à? Tức nhỉ? Cái này đồ này có lâu mới vào được, đây mới đang ba này. Kia số thứ hai rồi sao? Không, mang đây để làm lại từ đầu này. Em cứ ngu vậy. Cặp từ đó. Em chỉ hâm ở cái này nó chỉ là chiều phá thôi. À đây đến số 1 rồi. 3, số 6, 3, số 8 à? Xong thêm một số sao nữa. Sao? Cầm lên kia quanh, đứng lên kia quanh. Dạ. Điều số 2 rồi. Dạ. Quá mệt mỏi. Không vào được phòng. Ảo nhỉ, khách sạn kiểu gì mà không cho mình mật mã thì vào phòng kiểu gì? Có. Cái cửa vân tay nhiều lúc nó cứ dở nhỉ. Ok, hết rồi. Anh dừng dừng, dí đi. Thôi mình vừa cho tay vào ấy. Anh đi cho tay vào đấm 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 đi. Con nói ra phóng mấy. Tí mà đừng vào phòng. Hết rồi. Đập mình. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi sao anh ơi? Ôi ngồi. Bỏ ra thế nào? Vào đi. Bật điện đi, tối quá. Anh Minh ơi. Đi vào. Vào anh. Tối quá. Tối quá chả như gì cả. Anh ơi, đâu? Thôi đi ơi. Ơ kìa, có con cua ở ngoài nó đấy. Đừng có mở, từ từ để nó đau, mở, đừng. Từ từ. Ê, 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 lấy con cua ở ngoài kia. Đâu? Ở cửa ấy. Đây chưa? Đấy, đâu à?
quá mệt mỏi với cái cửa. Em mệt mỏi. Em mệt mỏi với anh. Ôi, may thế mà mình vào được nhà rồi. Đỡ phải đợi Quỳnh. Mệt mỏi anh, với con Tuyến. Nhờ anh mà không vào được cửa là tất cả là do con chó này. Đọc sai đi. Mọi người, kiếp nạn của mình đã kết thúc. Chuyến du lịch của mình khả năng cũng đến đây thôi, bởi vì mai không còn gì để quay cho anh em xem nữa. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những vlog sau nha. Chào mọi người bạn kia. Đâu hết rồi. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết vlog của chúng mình. Hẹn mọi người vào lấy vlog lần sau ạ.